Chào tất cả các bạn, tôi là giảng viên Lê Ngọc Trâm của Học viện ULearn.vn. Hiện tôi đang công tác tại hệ thống trường dân lập Việt Úc với vai trò là giám đốc tuyển sinh. Hôm nay tôi sẽ đến với các bạn qua một cái chuyên đề HRBP. Cái tên về HRBP nghe rất là lạ và cũng rất là quen với các bạn. Nhưng với xu thế về nhân sự ngày nay thì nó trở thành một cái ngành nghề rất là hot và đang được rất là nhiều người ưa chuộng, cũng như rất là nhiều mô hình kinh doanh họ chọn cái vị trí này để họ đảm bảo được luồng nhân sự của mình cũng như chiến lược nhân sự của mình được thực thi tốt nhất. Đây là một chuyên đề, và qua đó nếu bạn nào cảm thấy mình phù hợp cũng như mình có cái niềm đam mê với công việc này thì các bạn nên chuẩn bị cho mình cả kiến thức cũng như cả tài lực, trí lực và cả những kỹ năng cần thiết để các bạn bước vào nghề này. Tiếng Anh người ta gọi HRBP là Human Resource Business Partner. Partner là đối tác, Business Partner là đối tác kinh doanh. Tại sao bạn làm nhân sự bạn lại có liên quan tới kinh doanh? Thông thường trong cái suy nghĩ của chúng ta thì nhân sự hầu hết chỉ ngồi làm những cái vấn đề như trả lương, hay là làm các cái chính sách, hay là làm các cái kế hoạch về đào tạo, đúng không ạ? Thế nhưng mà HRBP thì họ làm nhiều hơn như thế. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định xem thử HRBP, những người làm HRBP họ là ai? Đầu tiên họ phải là chuyên viên nhân sự, cái đó là chắc rồi, bởi vì họ phải hiểu rất là rõ về nhân sự. Đồng thời họ lại là đối tác của những dự án kinh doanh. Tôi gọi là đối tác dự án kinh doanh nhưng không có nghĩa là họ chỉ làm cho các dự án. Mà ngược lại, trong một tổ chức chúng ta thì mọi phòng ban của chúng ta đều được xem là một business unit. Business unit là mỗi một phòng ban đều xem như một dự án kinh doanh. Và với cái hiểu này nó rộng lớn hơn thì HRBP có thể là người của một phòng ban, cũng có thể là một người của phòng nhân sự, họ kết hợp với mỗi phòng ban để thực hiện kế hoạch kinh doanh của phòng ban đó. Và họ đồng thời phải là một tư vấn viên cho những giải pháp nhân sự. Bởi vì chỉ có cái việc tư vấn của họ thì họ, người làm kinh doanh, người làm quản lý mới biết được rằng cần phải tuyển bao nhiêu người, con người đó như thế nào và cần phải trả mức lương như thế nào để đảm bảo mình vừa đạt được target, mình vừa đạt cái ngân sách mà chúng ta vẫn không bị sử dụng con người quá thừa thải hoặc là quá thiếu. Đây cũng phải là người đảm bảo được chất lượng nhân sự của dự án. Bất cứ khi nào thiếu hay đủ thì họ đều phải luôn luôn sẵn sàng về mặt nhân sự cho dự án được chạy tốt. Và tất nhiên tôi khẳng định một điều, HRBP là một phần rất quan trọng để tạo nên cái việc thành công của dự án, và họ chính là một phần quan trọng của ngân sách dự án. Tại sao chúng ta lại cần HRBP các bạn? Bởi vì một dự án kinh doanh phải luôn luôn đảm bảo nhân sự. Chúng ta hiểu rằng chúng ta làm gì đó, chúng ta muốn điều gì đó thì chúng ta cũng phải con người làm nên. Và khi con người làm được thì con người đó phải đặt đúng chỗ, đúng vị trí để mà cái bộ máy của mình chạy tốt và kế hoạch kinh doanh của mình chạy tốt. Cho nên HRBP phải đảm bảo được nhân sự cho dự án kinh doanh. Thứ hai, họ phải đảm bảo ngân sách nhân sự cho dự án bị không có bị vượt. Và chúng ta cần một người HRBP để đảm bảo chất lượng nhân sự phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án. Một dự án nhỏ với những con người ở mức trung thì chúng ta chỉ cần tuyển những con người ở tầm trung. Và những dự án lớn, những dự án yêu cầu những con người có trình độ cũng như là có kỹ năng, có kinh nghiệm nhiều thì chúng ta phải tuyển những con người ở vị trí tốt hơn. Làm sao cho dự án phải đáp ứng được nhu cầu thực tế của nó. Người làm HRBP còn là người phải đảm bảo việc sử dụng nhân sự sau dự án. Chúng ta xác định rõ ràng, sau một dự án chúng ta không thể nào cho người ta nghỉ hoặc là cho người ta thôi việc một cách không lý do được. Đặc biệt là đối với những cái vị trí quan trọng, những vị trí cao cấp. Cho nên người làm HRBP phải đảm bảo được sẽ sử dụng được lượng nhân sự này hoặc là phân bổ họ về các phòng ban cần thiết sao cho đáp ứng được chiến lược của toàn công ty ngắn và dài hạn.